Hi, what up YouTube? Welcome back to my channel. Mình là Dũng. Và hôm nay thì mình có thêm cái packet nữa đến từ Shopback. Thì let's see. Ok, thì đầu tiên là nói một chút về Shopback đi. Hôm nọ cũng có một số bạn hỏi mình là Shopback là cái gì và yêu cầu mình giải thích kỹ hơn tại vì ở Việt Nam thì không có Shopback. Thì Shopback là một cái công ty được thành lập vào năm 2015. Nó là một cái middle, một cái trung gian để liên kết giữa người seller và người buyer. Thì người seller người ta muốn bán một đôi giày thì người ta sẽ đăng lên Shopback. Và cái Shopback thì nó sẽ kiểm chứng, nó make sure nó legit. Họ sẽ gắn một cái tag vào, sau đó họ sẽ gửi cho bạn, ok. Thì Shopback nó bán rất là nhiều đồ như là sneaker này, streetwear, đồng hồ luxury kiểu Rolex, Omega này kia. Và cũng như là đồ handbag luxury như kiểu Louis Vuitton, Gucci, Gojot, Chanel này kia. Thì nhưng mà có sneaker với cả đồ streetwear là đồ new thôi nhá. Còn cái đồng hồ với cả handbag mình thấy đa số là second hand. Thì video này của mình là nói về một đôi giày nên là mình sẽ cho bạn xem về giày đi. Thì hãy xem, đây là cái trang chủ của Shopback, cái giao diện chính. Thì đây là có đôi Yeezy giống lần trước của mình, thì mình hãy cho các bạn xem nhé. Thì đây sẽ có một cái bảng giá về size. Thì giá của những đôi giày sẽ thay đổi vào tùy size khác nhau. Đây là có cái last sale, nghĩa là cái lần giao dịch cuối cùng là bán là $300. Thì ở đây có cái logo ad ở trên này là cái giá mà cái người seller người ta muốn bán. Thì người ta muốn bán là $306. Nhưng mà các bạn có thể beat cái giá đấy xuống, nghĩa là các bạn có thể mặc cả. Thì cái đôi giày này là mình cũng ngồi beat thì mình đã mua rẻ hơn giá bình thường, ok. Thì ở đây có cái 2 beat, có nghĩa là cái người trả giá cao nhất là $297. Thì các bạn có thể trả giá cao hơn là 298, 299. Còn các bạn muốn mua ngay thì nó sẽ là 306. Đây như thế này. Thì các bạn có thể play beat ở đây, nghĩa là đấu giá các bạn có thể mua ngay. Thì đây là $306 với cả cái shipping $14 nữa thì sẽ là $319. Đó. Thì gần như là bằng đôi hôm nọ mình mua rồi. Ở đây thì nó có một cái biểu đồ biểu thị giá của đôi giày này trong cái thời gian vừa qua. Thì chơi giày như kiểu chơi chứng khoán vậy á. Lúc thì giá tăng, lúc thì giá giảm nên là khá là đau đầu. Đây là có cái lịch sử về cái giá bán. Thì 4 lần giao dịch cuối cùng. Đây thì có cái mẫu giày, tên giày, có cái giá retail là $300. Và release đây là ngày 27 tháng 10 năm 2018. Thì đấy là cái giao diện chính của Shopback. Ngoài ra thì các bạn có thể bán giày ở đây, nhưng mà mình thì không có bán giày bao giờ. Ok. Đó, vậy thôi. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Thì đây là một cái packet từ Shopback. Thì mình đã unbox trước rồi, tại vì nó gửi từ tận mấy hôm nọ, nhưng mà mình khá là bận, không thời gian quay. Thì hôm nay mình có thời gian quay cho các bạn. Thì đây, rất là cẩn thận, nó sẽ có một cái bong bóng đây để bảo vệ hộp giày. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Ở đây là mình có một đôi Ultra Boost. Thì mình mua đôi giày này với mục đích chính là để đi workout thôi, nên là mình cũng không quá là quan tâm về những cái vấn đề như là thời trang hay này kia. Mình chỉ cần là một đôi giày nhẹ, thoải mái và đặc biệt là rẻ. Hôm nọ mình cũng có đi xem giày thử ở những cửa hàng xung quanh nhà mình, và mình cũng có quay vlog, nhưng mà thật sự nó rất là rung. Và mình vào cửa hàng thì rất là weird, mình cầm cái camera xong rồi có 4-5 người seller cho cái nhìn mình rất là ngại, không quay nhiều. Mấy cả giày của họ thì hết size rồi, cũng như là không nhiều mẫu lắm, nên là mình không mua đôi nào, nên là mình phải đặt online, ok. Thì thật sự cái đôi giày này rất là nhiều bạn chửi là cái màu ấy xấu, nhưng mà cá nhân mình thấy là khá là ok, không có đến mức tồi nào. Thì unbox nhá. Đây là cái hộp. Thì mình mua đôi giày từ Shopback nên là nó sẽ có một cái receipt ở đây. Thì đây là hóa đơn. Thì cái giá mình mua khá là rẻ, là mình mua là $79 thêm shipping $14, thì tổng là $92. Thì thật sự là quá là rẻ trong đôi Ultra Boost luôn, đúng không? Ultra Boost cái đôi này giá retail của nó là $200, thì mua có $92 thì là gần như là hơn 50% rồi. Thật sự quá tuyệt vời luôn. Ok, thì đây có một cái tờ giấy chứng nhận hàng thật của Shopback. Đây. Cái này có một cái chữ ký của CEO của Shopback luôn. Và nó có một cái sticker nữa. Sticker Shopback thì mình có quá trời này luôn. Mình sẽ cho này vào giveaway, ok. Thì đây là đôi giày của chúng ta. Ok,
Đây là một đôi Ultra Boost Clima và nó có một cái lệnh bài Stockx ở đây, chứng nhận hàng thật. Thì ở đây là nó có một cái code QR ở đây nữa để các bạn có thể lên cái app Stockx và quét và đảm bảo là hàng chính hãng. Bây giờ thì trên thị trường cũng có làm cái tag fake này rồi nên là các bạn cũng khá là phải cẩn thận nhé. Thì đôi giày này là một đôi Ultra Boost Clima. Adidas thì họ gọi đây là đôi yellow, nhưng mà mình nghĩ đây là cái màu như kiểu màu neon, màu xanh nọn chuối ấy. Thì thực sự màu cũng trông cũng khá là ổn, nó cũng không quá là tồi vì mình không quan tâm đến màu lắm, mình chỉ đôi một đôi giày workout thôi nên là nó sẽ beat up khá là nhanh và nó sẽ rất là bẩn nên là không thành vấn đề. Thì nói về một chút là tại sao mình lại mua đôi giày này. Thì thứ nhất, như mình đã nói lúc nãy là vì nó rẻ. Thực sự 92 đồng cho một đôi giày Ultra Boost là một cái giá cực kỳ tốt luôn. Bạn khó mà thể tìm được những đôi giày nào khác trên thị trường với cái giá tốt như vậy. Cái những cái đôi Ultra Boost khác mà những cái màu khác thì nó sẽ đắt hơn, nó rơi vào khoảng độ 130 đô đến 180 đô, thêm shipping 14 đô nữa thì quá là đắt. Và mình nghĩ là rẻ được cả hơn 1 triệu bạc thì tội gì không mua màu này đúng không? Vẫn đẹp mà. Hơn nữa cái giày này còn khi bạn chiếu cái đèn pin vào thì nó còn phát sáng, trông cực kỳ dope luôn. Thì tại sao mình mua đôi giày này thay vì những đôi giày khác? Trên thị trường bây giờ thì có những đôi giày khác rất là êm như là Nike React hoặc là Nike Pegasus này kia, nhưng mà mình thì mình không có thích cái fit của Nike lắm. Cái Ultra Boost này thì cái phần upper này nó sẽ bè ra, và cái chất liệu knit này của Ultra Boost thì thật sự cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Không biết nhìn thấy không mà cái độ co giãn nó cực kỳ tốt. Hơn nữa đây là đôi Clima nên là cái phần upper nó sẽ có rất là nhiều lỗ. Thì đây thì mình nghĩ là cái lỗ này là thiết kế giống với cả đôi Futurecraft 4D. Ok, thì rất là thoải mái luôn, cực kỳ dễ thở. Đi đến phần ở đây thì ba cái stripe của Adidas này thì bình thường ở trên những đôi Ultra Boost khác nó sẽ là nhựa TPU thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Còn ở đây thì là cùng chất liệu mấy cả cái upper luôn, là một chất liệu Clima cực kỳ thoải mái luôn. Phần midsole ở đôi giày này thì chắc chắn là của Boost rồi, huyền thoại luôn, cực kỳ êm, cực kỳ thoải mái, đi như đi trên mây luôn, gọi phê đê mê luôn. So sánh một chút với cả Nike React đi, thì tại sao mình lại mua Boost thay vì React? Thứ nhất là vì cái upper mình nói như lẫy, thứ hai là về cái phần midsole thì mình, cá nhân mình thì mình thấy Boost phù hợp hơn với mình, tại vì cái Boost là nó có cái độ êm, độ mềm mại, nó thoải mái hơn khi các bạn chạy một quãng đường dài. Vì mình chạy rất là nhiều, một ngày mình chạy từ 8 đến 12 vòng. Còn React thì nó là cái đế của nó không có độ, nó không có độ lún xuống mà nó có độ nảy, nó có độ phản hồi, thì nó phù hợp hơn cho những bạn nào mà run cái distance nó ngắn hơn thì các bạn để chạy nhanh hơn. Nhưng mình thì mình thích Boost hơn. Ở trên phần upper thì nó có một phần nhựa để giữ cái form giày và có một dòng chữ Ultra Boost màu silver. Đi vào bên trong phần insole thì là một phần insole tháo ra được, có một dòng chữ Boost nhìn rất là cute luôn. Thì đây là cái insole rất là chóe. Cái mình thấy là cái insole này khá giống của Easy, cái phần đế này cũng vậy luôn. Thật sự rất giống đôi Easy của mình luôn. Đến phần outsole thì là một phần outsole của Continental, là một hãng làm về lốp xe rất là nổi tiếng, để tạo cho các bạn sự ma sát cũng như là bám đường, đảm bảo sự tự tin như bạn khi mà ôm những cua tử thần. Có một điều khác mình quên không nói cho các bạn, đấy là cái phần dây giày ở đây là một cái phần dây giày dẹt. Và mình rất là thích cái phần dây giày này, tại vì cái dây giày dẹt này thì khi bạn buộc vào nó sẽ khó bị tuột ra hơn là cái dây tròn. Mình có đi tập thử bằng đôi Air Max 97 nhưng mà thật sự cái dây giày rất là khó chịu luôn, cứ tập 2 phút là tuột. Và sau đây sẽ là phần on feet. Ok, nếu các bạn thấy video này cũng hay hữu ích thì hãy đừng quên cho mình một like, subscribe, okay? Và đừng quên là mình sẽ có giveaway khi mà channel mình đạt 1000 sub, okay? Peace.